Xin chào toàn thể các bạn nha. Công ty điện tử Nghe Nhìn Hải Tâm hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng camera cúc áo mới nhất năm 2019. Đó chính là chiếc cúc áo S63. Với chiếc cúc áo này thì nó là cái cúc áo nhỏ nhất hiện nay. Đấy, nhỏ nhất hiện nay trên toàn quốc, giúp các bạn có thể ngụy trang, giấu kín mọi chỗ mình muốn, cũng như là tất cả các ưu điểm, nhược điểm của các cái dòng camera cúc áo thời trước đã được bên mình cải thiện và hoàn toàn được thiết kế trong một cái cúc áo S63 này. Đấy, các bạn đã thấy là kích thước là siêu nhỏ này. Đấy, hình ảnh quay là Full HD 4K, có thể xem được trực tiếp hình ảnh từ xa qua điện thoại. Có cái cài vào ngực này. Đấy, đặc biệt là các bạn nào mà đi thi gì các bạn dùng cái này có thể quay được hết. Hình ảnh của nó là siêu nét và kích thước của nó siêu nhỏ. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm clip này để giới thiệu và hướng dẫn đến tất cả các bạn, các khách hàng bên mình về cái sản phẩm camera cúc áo S63 này. Thì nó là cái hàng đẳng cấp vượt trội hơn hẳn so với tất cả các dòng đã ra thời trước. Ưu điểm nhược điểm của nó đã được tích hợp tất cả vào trong cái chiếc camera siêu nhỏ này rồi. Đấy, thì các bạn nào có nhu cầu mua hàng, alo trực tiếp đến số điện thoại 094-226-2345 để đồng mình hướng dẫn, cũng như là giúp các bạn mua hàng được cái sản phẩm chính hãng tuyệt vời nhất. Đấy, thì đây chính là sản phẩm, mình sẽ nói sơ qua về nó. Còn bóc bên trong hộp sản phẩm còn có những gì? Còn cáp sạc, pin dự phòng đi theo, giúp các bạn có thể quay trong thời gian lâu hơn, 10 đến 12 tiếng khi bạn gắn pin vào. Đấy. Ngoài ra thì còn có một cái đầu độc thẻ, giúp các bạn mà các bạn ghi vào thẻ nhớ thì các bạn có thể lấy thẻ nhớ ra cắm vào đây rồi cắm vào máy tính để xem, và các bạn là xem trực tiếp qua điện thoại của mình luôn, không cần cắm vào đâu cả. Còn có đây là cái đĩa cài các bạn xem trên máy tính, đây sách hướng dẫn sử dụng, đây là cái che mắt cam của camera đây. Đấy, các bạn đẩy vào đây để che đi này. Đấy, sản phẩm thì rất là đầy đủ phụ kiện cho các bạn sử dụng, rất là phù hợp. Các bạn nào có nhu cầu mua hàng cái sản phẩm camera cúc áo S63 này thì các bạn có thể nhanh tay alo trực tiếp lên số điện thoại 094-226-2345 để được sở hữu cái sản phẩm này. Thì còn bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua về các công dụng, chức năng trên cái camera cúc áo S63 này. Thứ nhất là công tắc bật mở, bật lên nó sẽ sáng đen, cái đèn này khi sử dụng có thể tắt đi. Bên mặt trước thì nó có mắt camera, các bạn xoáy khuy áo ra. Đấy, khi các bạn sử dụng cái không gắn khuy áo này cũng được, mắt camera siêu nhỏ luôn, cái khuy áo để ngụy trang. Đây là tem này là tem, mỗi cái máy nó sẽ có một cái mã khác nhau, và đây tem để phân biệt các loại máy. Đây là nút reset thiết bị, khi các bạn mua hàng về mà nó khi các bạn bật lên mà không hiện wifi thì các bạn lấy cái tăng, các bạn dí vào đây 7 đến 10 giây thì nó cái đèn này nó sẽ tắt đi và nó sẽ hiện ra wifi cho các bạn. Đây là khe cắm thẻ nhớ. Đấy, đây là cái kẹp cho các bạn kẹp vào áo. Đây là chân sạc, đây là đèn báo tín hiệu. Đấy, thì trước tiên để sử dụng được cái thiết bị này, các bạn nào muốn lưu lại dữ liệu vào thẻ nhớ mọi lúc thì các bạn phải cắm thẻ nhớ vào. Cắm thẻ nhớ theo chiều này. Đấy, ngửa lên. Các bạn có thể cắm thẻ nhớ vào. Cụ áo mới mình cũng chưa tìm hiểu về cái này mới. Đấy, rồi, ok, đây là cắm thẻ nhớ vào này. Đấy, để sử dụng nó nhá, thì các bạn bật nó lên này. Tiếp theo là các bạn lấy điện thoại nhá. Các bạn lấy điện thoại này, các bạn tải cho mình cái ứng dụng là HD Minicam trên màn hình về. Đấy, các bạn tải HD Minicam trên màn hình về này. Đấy, sau tiếp theo nhá, tiếp theo đã tải HD Minicam rồi này thì các bạn vào phần cài đặt của điện thoại, các bạn vào phần wifi. Đấy, thì nó sẽ hiện ra một cái dòng wifi, cái mã này các bạn để ý này. Đấy, hai cái mã này sẽ giống nhau này, cái mã này với cái dòng này nó sẽ giống nhau. Đây chính là
wifi của cái cúc áo này nó phát ra cho các bạn bắt. Thì các bạn chọn kết nối, các bạn ấn vào nó để kết nối. Khi các bạn kết nối xong, khi các bạn kết nối xong, các bạn vào HDMI cam là có thể xem được hình ảnh rồi này. Đây, các bạn vào HDMI này, các bạn xem được hình ảnh rồi. Nó sẽ hiện ra một cái camera online đây. Đây, đây mình cho các bạn xem này. Đấy, độ phân giải của hình ảnh là Full HD 4K. Đấy, soi chữ rất là nét và nó không hề bị giật. Đây, độ phân giải hình ảnh đây, các bạn là chọn đây. Đấy, mà nó có thể thu được cả tiếng. Đây, nó thu được cả tiếng luôn nhá. Đấy, hoặc là các bạn ghi âm. Đấy, ghi âm hay chụp ảnh. Đấy, hay là các bạn ghi hình trực tiếp vào bộ nhớ điện thoại này. Khi các bạn bật lên là nó sẽ lưu hết vào thẻ nhớ bên trong rồi. Còn đây là muốn ghi hình trực tiếp vào bộ nhớ điện thoại. Đấy, đây, ra ghi hình trực tiếp vào bộ nhớ điện thoại đây. Đấy, là đây cái đèn đây nhá, cái đèn này các bạn tắt đi này, cái đèn này tắt đi này. Đấy, mất đèn này, này. Các bạn muốn bật lên thì ấn bật lên này. Đấy, rất là dễ sử dụng cái thiết bị này ạ. Hình ảnh nó là cực kỳ nét. Tại vì mình đã nói từ ban đầu các bạn thì đây là cái sản phẩm được cải tiến vượt bậc. Tất cả ưu điểm, nhược điểm của tất cả các loại camera cúc áo năm 2017-2018 nó đã được lắp đặt hết vào cái thiết bị camera S63 này, ngụy trang vào cúc áo siêu nhỏ. Thế thì mình cũng chỉ là giới thiệu qua cái sản phẩm để các khách hàng bên mình thôi. Còn các bạn nào mua hàng bên mình thì biết rồi, thì chất lượng sản phẩm thì không bao giờ phải lo nghĩ về cái vấn đề gì cả. Các bạn nào mua hàng thì alo trực tiếp đến số điện thoại 0942262345. Thì các bạn nào đang xem kênh YouTube này thì nhanh tay đăng ký kênh YouTube Đông Phát để được miễn phí ship trên toàn quốc, cũng như là bên mình nhận giao hàng trên toàn quốc luôn. Các bạn nào ở gần Hà Nội hoặc là Sài Gòn, các bạn có thể qua trực tiếp đặt thử hàng. Cũng như là các bạn nào ở xa thì mình có thể gửi qua đường xe ca, xe khách hay đường bưu điện cho các bạn. Các bạn nhận hàng được bóc hàng ra, kiểm tra hàng và thử hàng trực tiếp lên hình, đúng hình ảnh nét như này, chất lượng như này thì các bạn nhận, còn không thì các bạn trả lại không mất một đồng phí nào cả. Đấy, bên mình là hàng cam kết bảo hành 1 năm cho các bạn, gửi hàng đúng chất lượng như quảng cáo. Đấy, các bạn nào mua hàng bên mình hay là theo dõi kênh YouTube Đăng Phát của bên mình rồi thì biết hàng thì lúc nào cũng là tuyệt vời nhất rồi. Bên mình thì nhận là cung cấp tất cả các cái thiết bị định vị xe máy, định vị siêu nhỏ ngụy trang, hay là các dòng camera quay lén siêu nhỏ ngụy trang, hay là các dòng ghi âm mini, bên mình có hết. Các bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm nào, alo trực tiếp đến số điện thoại 0942262345. Mình thì bán qua các kênh Zalo, Facebook, YouTube. Đấy, các bạn nào mua hàng nhanh tay alo trực tiếp đến số điện thoại. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.